Lá thư thứ năm, lời khuyên song thân, chết không phải là hết. Kính cha má, hội niệm Phật vừa kết thúc một khóa niệm 3 tuần vào ngày 17 tháng 12 năm 2000. Nhìn thấy người ta tu mà con cảm thấy thương hại, tội nghiệp cho cha má, anh chị em, bà con cháu của mình. Vì nghiệp báo của cuộc đời quá nặng mà mãi mãi trầm luân trong bể khổ, hết lo chuyện này rồi lo chuyện khác, hết kiếm tiền lại nghĩa ơn, hết lo nhà rồi lo nợ đời, hì hục suốt cuộc đời, rồi đến khi gần già trực nhìn lại không được một cái gì hết, chỉ còn một khối nghiệp vĩ đại mang theo, chỉ còn một cảnh giới hải hùng phải chịu trong hàng vạn kiếp. Ôi thật tội nghiệp, thật đáng thương. Mấy tấm hình này, có tấm con chụp bà Bảy Tịnh Bửu, người mà con nói trong thơ trước, còn mấy tấm kia người ta chụp còn sót lại trong tháng trước, con gửi về luôn để cha má hình dung phần nào cảnh tu niệm Phật. Mình sống trên đời để làm gì? Tranh danh đoạt lợi. Có lợi được hay không thì chính bản thân mình bị dìm vào ngục tối ngàn năm. Có tiền, có sung sướng không nếu sau khi hết thân này ta đầu thai vào hàng súc sanh ngu muội, bị người ta bắt cày bừa, rồi sau cùng họ mổ để ăn thịt? Không phải ta chết đi là hết đâu cha má. Chắc chắn ta vẫn còn sống, mà còn sống rất lâu rất lâu. Đó là sự thật. Tu hành đừng nên bừa bãi, đừng nghĩ rằng chết là hết mà cứ làm ào nói ốm, để sau cùng dở khóc dở cười, lỡ sụp hố rồi muốn thoát ra đâu còn được nữa. Cha má nên biết rằng cái cảnh giới của người sắp chết và sau khi chết trong 49 ngày của thân trung ấm rất đáng sợ. Ngay trong giờ phút sắp lâm chung, ta bị rơi vào những cảnh giới thật hải hùng ghê rợn không thể tả được. Có lúc ta thấy lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, có lúc ta bị dìm vào băng tuyết lạnh thấu xương, có lúc bị ma quỷ rượt cắn xé thân thể ta, cọp beo đầu trâu mặt ngựa ba đầu sáu tay nhào tới vồ chụp lấy ta. Nói chung, rất nhiều cảnh giới hải hùng ùng ùng kéo đến, nào là ánh sáng thay đổi đủ màu đủ sắc, sấm chớp, ma quái, quỷ dữ thay phiên nhau chụp giật lấy ta để lôi ta vào cảnh giới của chúng, không sao diễn tả được. Nghiên cứu trong kinh sách Mật Tông, cha má sẽ thấy rõ hơn. Ở đây con không cách nào kể chi tiết được. Chính vì thấy những cảnh quá hải hùng, cho nên người sắp chết thường la hét, trợn mắt, tay chân cứng đơ, giãy giụa đau đớn vân vân, trước khi nằm ngay đơ buông xuôi theo định mệnh, đi theo nghiệp thọ báo. Hễ tu hành tốt thì trở lại làm người lên trời, còn tu không xong theo vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những đường hung hiểm. Thưa cha má, những người không hiểu đạo họ không tin, người hiểu đạo họ lo tu hành từng chút từng chút. Người không hiểu đạo họ cứ lo công danh, địa vị, tiền bạc, cứ lo ăn nhậu cho đã, rồi buông lời hủy bán pháp Phật. Người hiểu đạo rồi, họ âm thầm tu niệm, mặc cho người đời nói gì thì nói. Cái hơn thua, hãy chờ mà coi. 70, 80 năm trong đời, đâu có nghĩa lý gì so với ngàn vạn ức triệu năm sau đó. Đó là cảnh giới mình sẽ sống, cảnh giới hải hùng kia giả hay thật? Thưa cha má, có thể cho là giả cũng được, nhưng trong cái giả đó, chính ta thụ hưởng, chính ta sướng, khổ, có sợ, có vui. Cái thụ hưởng này lại có thật rõ ràng, không trốn thoát được. Nếu trong đời cha má đã từng nằm thấy ác mộng, thì lấy đó làm ví dụ. Ác mộng giả hay thật? Là giả, nhưng khi trực giấc thì sợ toát mồ hôi, nhiều lúc sợ đến hét thành tiếng, sợ đến ngủ không được, sợ muốn điên luôn. Có nhiều người nằm mộng mà sinh ra giết người, nhảy lầu tự tử. Tất cả cái đó đều là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà chỉ có một mình người đó thấy. Người nằm sát bên cạnh không hề hay biết. Cảnh giới ghê gớm như vậy đó. Cảnh giới trong mộng đến với ta chỉ một vài giây thôi mà dễ sợ như vậy. Bây giờ con xin hỏi, giả sử ác mộng đó kéo dài một ngày, mình chịu nổi không? Cha má có dám nằm ngủ nữa không?
có dám ở nhà một mình không? Hơn nữa, nếu như cảnh giới đó diễn ra một tháng, liệu sẽ như thế nào? Mình có còn bình tĩnh nữa không? Có còn là người bình thường nữa không? Có phải nếu không tiêu mạng thì cũng điên khùng, loạn tâm, trở thành người gỗ, người ma, người trong nhà thương điên không hả thưa cha má? Hãy vào bệnh viện tâm thần, nhìn cảnh tượng những người điên thì hiểu liền. Mỗi khi lên cơn là họ la hét, kêu gào, họ nhào lộn, nhảy lầu, họ trợn mắt cắn xé hàng chục nhân viên trực sẵn, nhào vào quật họ xuống, trói tay đè cổ, rồi người khác tới chích một mũi thuốc mê, cơ bắp tê liệt nằm sủi lơ. Ai cũng tưởng vậy là xong, nhưng thực ra chính người đó vẫn còn tiếp tục sống trong cảnh hãi hùng đau khổ của chính họ, mà đâu có ai hay, ai thấy. Cái cảnh giới của người tạo nghiệp lúc chết giống giống như vậy. Gần tới giờ phút lâm chung là họ đã bắt đầu thọ lấy rồi. Sau đó trải suốt 49 ngày lăn lộn hết cảnh này sang cảnh khác, vô cùng đau khổ, hải kinh. Tùy theo nghiệp báo mà đương sự chịu nhiều hay ít, và sau cùng bị lôi theo quả báo lớn nhất của nghiệp chướng, muôn đời khó thoát ra. Những người sống bừa bãi, làm điều bất thiện, không tin quả báo luân hồi, nếu cơ may nào đó bị rơi vào cảnh giới đó một ngày thôi, còn tin chắc họ sẽ quỳ lại cho đến lỗ đầu xước trán để xin tu hành cầu Phật cứu độ, chứ đừng nói chi đến việc đợi mời đợi nhắc. Cái cảnh giới này từ đâu mà có? Chính là quả báo của nghiệp chướng do chính người đó tạo ra trong lúc còn sống trong đời này và nhiều đời trước lưu lại. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Khi còn khỏe mạnh, năng lực còn dồi dào, mà chướng nghiệp báo chưa làm gì mình được, lúc sắp sửa lìa đời, khí lực khô kiệt, là lúc tất cả oan gia trái chủ nhào vào đòi nợ, nhào vào xâu xé mảnh hình hài của thần thức. Trong từng phút giây, bao nhiêu cảnh tượng đổ tới dồn dập, lúc trắng, lúc xanh, lúc tối om mờ mịt, lúc chói sáng muốn nổ tròng mắt, lúc lửa cháy bừng bừng, lúc nước dâng cuồn cuộn, lôi tuột thần thức vào cảnh giới hải hùng. Tất cả đều là quả báo do chính họ đã tạo ra. Niệm Phật là để xóa tan tất cả cảnh giới đó, chỉ còn lại cảnh giới Phật, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, an vui thanh tịnh cho thần thức chúng ta nương theo đó mà đi. Cho nên, nếu người nào còn chút minh mẫn, may mắn, ngay giờ phút quan trọng đó, trực nhớ đến Phật, mở lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tức khắc tất cả cảnh giới kia đều tan biến. Trong kinh Vô Lượng Thọ, lời nguyện của Phật A Di Đà nói: nếu trước phút lâm chung người nào nghe được danh hiệu ta, chí tâm tinh kính, ai có căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ta, cho đến 10 niệm không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác. Đức Phật A-di-đà đã thề như vậy thì chắc chắn Ngài giữ lời. Nếu Ngài không giữ lời thì Ngài không thành Phật được. Mà Ngài đã thành Phật rồi thì đó là sự thật, ta không được quyền nghi ngờ nữa. Vì thế, xin cha má phải thành tâm kính trọng câu Phật hiệu này. Nó vô cùng vi diệu, cái oai lực vô cùng dũng mãnh, bao nhiêu tội ác trùng trùng thì một câu nhất tâm niệm Phật có thể tẩy xóa sạch trơn 80 ức kiếp nghiệp chướng. Nếu cha má không tin thì có thể thử thì biết liền. Ví dụ, nếu có dịp gặp cơn ác mộng, đang lúc sợ, hãy ráng cố gắng niệm A Di Đà Phật, chắc chắn nhất định cơn ác mộng sẽ biến mất ngay. Nếu người nào thường gặp ma quỷ, hãy mách với họ đừng sợ, cứ bình tĩnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chắc chắn ma quỷ tan biến ngay lập tức. Một tiếng không tan thì hai tiếng tan, hai tiếng chưa tan, ba tiếng bắt buộc nó phải chạy ngay. Nhưng có điều cần phải nhớ là phải vững tâm tin tưởng, không sợ, chứ còn sợ quá hồn vía lên mây thì làm sao nhớ Phật mà niệm. Cho nên chỉ cần 10 tiếng Phật hiệu là giải thoát liền. Nhưng khổ nỗi, lúc đó thần thức tán loạn, tâm hồn hải kinh, thân thể đau nhức, con cái khóc than,
còn bị ma quỷ nhào vào sâu xé, trăm thứ trăm điều chi phối, làm sao mà cất được tiếng niệm Phật. Cho nên phải tập niệm Phật ngay tức thì là như vậy. Cha má còn nhớ trong một thư trước, con có nói, hễ quen với ai thì nợ người đó, nợ họ thì chắc chắn phải theo họ trả nợ. Cho nên con khuyên cha má, hãy quen với Phật để theo Phật giải thoát cuộc đời, sống an vui tự tại nơi nước Phật. Đừng tham lam ba thứ thần thông phước báu tầm thường mà mang hại cho huệ mạng của mình. Tất cả thứ bùa ngải, tất cả phép tiên, đình miễu, xin đừng tham luyến tới. Nếu gặp dịp thì lễ bái để tỏ lòng cung kính rồi về, tuyệt đối đừng cầu xin gì ở họ cả. Mình sống kính trọng họ, không được hỗn hào với họ là đủ rồi. Đừng vì một cái phước lợi nhỏ như được tiền, được tai qua giải nạn mà cầu xin họ hộ trì. Vì như vậy mình đã mắc nợ họ rồi. Nợ họ thì khó lắm đó. Nếu lỡ đã nợ rồi thì bây giờ xin thành tâm tạ ơn họ rồi thôi. Xin đừng bao giờ cầu xin bảo hộ nữa mới được. Hãy dành hết thì giờ để niệm Phật, thân lạy Phật, tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, thân, khẩu, ý đều hướng về Phật, thì chắc chắn cha má sẽ về với cảnh Phật, sẽ thành Phật. Tất cả mọi cảnh giới hung hiểm khác sẽ không bao giờ dám đến gần cha má được. Phật đã nói rõ ràng trong kinh rằng, người nào thành tâm niệm Phật thì chư Phật mười phương hộ niệm cho người đó, Long Thiên hộ pháp và 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho người đó. Chính vì lý do này mà tiếng niệm A Di Đà Phật có một uy lực kinh thiên động địa, cứu mình thoát khỏi thập pháp giới, liễu thoát sanh tử luân hồi, đi thẳng về nước Phật chỉ trong một đời tu hành này mà thôi. Một pháp môn quá ư vi diệu, quá ư thù thắng mà nói ra không ai tin cả. Ở đây từng người tu hành, từng người vãng sanh về Tây Phương. Mỗi khi có người vãng sanh, họ đều ghi vào sách chi tiết tên, tuổi, họ hàng, quê chốn và ra đi làm sao. Thậm chí, có người còn hẹn lại đi trễ vài ngày hoặc đi sớm vài ngày nữa là khác. Họ về với Phật một cách rõ ràng, không còn nghi ngờ chút nào nữa cả. Pháp môn này chỉ cần ba thứ: tín, nguyện, hạnh. Nghĩa là, một là tin tưởng chắc chắn Phật cứu được mình, chắc chắn có Tây Phương thế giới cực lạc, 48 đại nguyện của Phật A-di-đà đưa ra để cứu tất cả mọi người. Hai là, mỗi ngày đều phát tâm cầu nguyện sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, thành tâm cầu, chí thiết nguyện sanh về đó sau khi hết báo thân này. Ba là, trì danh hiệu Phật mà niệm liên tục ngày đêm, nhớ đâu niệm đó, đi, đứng, nằm, ngồi, tranh thủ từng chút thời gian để niệm Phật. Khi đi ngủ cứ việc A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cho đến khi thiếp ngủ luôn. Chỉ có thế mà thôi, chắc chắn cha má sẽ về với Phật. Chỉ có thế là giải thoát, mà đến nay không biết bao nhiêu thư từ con gửi về, mà dòng họ ta chưa người nào tin tưởng để làm. Chính vì thế mà con thương hại, tội nghiệp cho cha má, cho anh chị em, cho con cháu mình không có thiện căn phước báo để tin Phật, không đủ phước lành cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thật là tiếc quá đi. Hãy nhớ, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, ý Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai chắc chắn thấy Phật. Cứ một đường nhất hướng chuyên niệm, chắc chắn cha má sẽ thành công. Lời nói này đúng y kinh sách của Phật dạy, không bao giờ sai. Thưa cha má, khi nghiên cứu đến kinh điển của Phật, con mới thấy tất cả cái mà người ta gọi là bí mật, cái mà người ta gọi là thiên cơ huyền bí, thật ra đã được Đức Thích Ca Như Lai nói rõ ràng trong kinh từ mấy ngàn năm trước rồi mà mình không hay. Tại vì kinh điển nguyên thủy bằng tiếng Phạn, Ấn Độ, nên mình đọc không được. Sau này một phần được dịch sang tiếng Hoa, chứa trong Tam Tạng kinh điển, là cả một rừng sách tiếng Tàu, làm sao mình đọc, làm sao thế gian này đọc cho được. Vì thế, con người vẫn cứ mãi đi vào con đường cục, dẫn tới đọa đày.
đời mạt pháp này mặc sức cho ngoại đạo mệnh danh này mệnh danh nọ lộng hành, lôi chúng sanh vào con đường đọa lạc, thấy mà sợ. Con xin nói chắc với cha má rằng, cứ khoảng chừng vài chục năm thì lại có thêm cái gọi là tôn giáo nổi lên, cứ tự xưng là tiên, Phật, Thánh, xuống phàm cứu độ, lôi số người nhẹ dạ hiếu kỳ vào đường tu hành lạ lùng nguy hiểm. Thấy vậy mà sợ mà ghê. Thấy vậy mà con ngày đêm luôn nguyện cầu chư Phật gia hộ cho cha má tỉnh ngộ, quay về với Phật, ngày đêm niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để hết báo thân này, đừng trở lại thế giới ta bà này nữa, nếu không, không cách nào thoát khỏi cạm bẫy cả. Ở Việt Nam, cha má không thấy người ta tu hành. Ở đây con hằng ngày tu chung với họ, họ tranh thủ từng giờ từng phút để niệm Phật. Hằng ngày họ nghe Hòa Thượng giảng kinh, các ngài có thể là chư Phật Bồ Tát xuống phàm để nói lên chánh pháp của Phật, để cứu người đang quằn quại của thời mạt pháp này. Chúng sanh đang bị cạm bẫy giăng bủa khắp nơi, bẫy con người vào con đường mê lầm đọa lạc sanh tử vô cùng vô tận. Cha má suy nghĩ đi, con đành tùy duyên mà thôi. Cha má muốn được cứu độ, hãy niệm Phật A-di-đà. Hễ ngày nào phát tâm tin tưởng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thì bắt đầu từ đó, cha má có cơ hội được cứu. Nếu không, thì không ai có thể cứu được huệ mạng của cha má cả. Nếu chần chừ, cứ việc dùng cái kiến thức thế gian mà phân với giải. Đến lúc đã quá trễ rồi, thì thôi đành buông tay, trôi theo quả báo nghiệp chướng. Lúc đó cảnh giới của cha, cha thọ, cảnh giới của má, má thọ, không ai thọ giùm ai, không ai cứu được ai cả. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Brisbane, ngày 19 tháng 12 năm 2000. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp sư Tịnh Không dạy, chết là một vọng tưởng. Thân hình, thể xác không phải là ta. Mọi người cứ lấy thân xác này là ta, cho nên sanh ra lo sợ,